Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã chính thức nhận được chiếc nút gỗ từ YouTube. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình để mình đạt được 1.000 subscribe. Và mình mong muốn rằng trong thời gian tới các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của mình để mình có thể nhận được nhiều chiếc nút hơn nữa. Và vâng, xin chào tạm biệt và cảm ơn tất cả các bạn. Mình đã chuẩn bị được một bản gỗ và sau đây chúng mình sẽ cùng nhau đi lên xưởng đục của bạn mình để mình đục. Thôi mình đến xưởng đục bạn ạ. Đây xưởng đục bạn mình. Các bạn ạ. Sau một thời gian vẽ thì mình đã vẽ xong, bây giờ mình đưa vào cho bạn mình đục phù điêu. Sưởng một ngang cảm rất to bạn ạ. Mình vào xem nào. Đây là bao mắn. Rất là sai, quay nghề rất là kéo. Cái gì vậy nhỉ? Đây là máy đục CNC các bạn ạ, công nghệ cao. Trong lúc chờ đợi bạn mình vẽ cái bản của mình trên máy tính rồi sẽ đục bằng cái này, thì tối nay chúng mình mới đục trên máy này vì phải đợi bản vẽ á. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào tối nay. A few moments later. Không, bây giờ là trời tối và bạn mình đang vẽ trên máy tính. Vẽ bản vẽ của mình. Đi chả là cái gì thì nó ỉa mặt chó. Nó bảo là chả là gì các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy không thật, thao tác rất là nhanh. Mấy cái ông ấy vẽ CNC nó chuẩn này, nó họ ỉa mặt thật đi vẽ dữ lắm. Yên tâm. Bạn mình toàn những đứa mà không biết gì vẽ này đâu ấy. Thì đây những ông đó họ chùa họ biết rồi ấy. Họ mình đã nổi tiếng rồi bạn, bao giờ nổi tiếng thì mình xóa sau. Ấy, thao tác nhanh lắm. Chuyên nghiệp. Hay chưa nét nhờ. Các bạn mà muốn đặt nút gỗ bạn mình làm cho, bạn cứ liên hệ nhá. Cái rẻ thôi, làm sao mình... Sắp rồi đấy. Vâng, bản vẽ của mình sắp hoàn thiện đấy. Trông nó có hồn hơn này. Không phải là một khung xương nữa. Okay. Rất chi là ngầu. Khung đoạn lên hình 3D các bạn ạ. Số 8 đi thôi nhỉ. Vâng, giai đoạn lên hình khối cho nút gỗ YouTube của chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ra xem máy đục CNC. Vâng, vậy đến bây giờ là thì công đoạn là gá hàng lên để đục lên máy các bạn. Xem bắt đầu. Đây rồi. Có bố điện có treo không? Bắt đầu khoan các bạn ạ.
Bây giờ nó đến công đoạn làm mịn các bạn ạ. Được chị YouTube. Vậy là qua một đêm, sản phẩm của mình đã hoàn thành các bạn ạ, đã đục xong. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo nó ra và mang đi hoàn thiện nốt phần sơn. Đây là sừng mộc của cậu mình các bạn ạ. Mình ra để hoàn thiện nốt phần thô. Ok các bạn ạ, mình đã vo xong rồi. Thank you.
cầu các bạn ạ. Bạn ơi, bây giờ mình đang đến cửa Mạnh Dũng 62 xã Hải Tây để sơn xong tiếp vàng. Để bạn mình đang vẽ một lớp lên rồi bắt đầu mình tiếp được. Quên. Đây là bắt đầu thiếp đây ạ. Còn đang thiếp cái vàng. Phải lát từng miếng bạc lên các bạn. Cái này phải rất cẩn thận. Khéo léo thì mới làm được. Thank you.
Rồi các bạn ơi, mình đã sơn son thiếp vàng xong ạ. Vâng, bác mình là một nghệ nhân sơn son thiếp vàng rất là đẹp. Đây. Vâng. Nhà bác mình là trưởng đồ thờ Mạnh Dũng. Đó, các bạn lúc nào muốn liên hệ, đồ thờ có rất nhiều thứ. Tiếng mày đồ thờ là bác mình làm rất chuyên. Đấy. Bản thân nghệ nhân đã làm cho mình cái này, mình rất cảm ơn bác mình. Rồi sau đây chúng mình sẽ đi về và sơn bóng nó. Sơn bóng nữa là xong. A few moments later. Cuối cùng của chúng mình à là phun bóng. Ok. Ok, thank you cậu. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay.